Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Chị Miền Tây của mình. Bữa nay em lại tiếp tục lên một số cái lán giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào thì có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua số Zalo hoặc tin nhắn. Cá sẽ ship tới nhà cho anh em với phí ship là 30k. Anh em nhận cá trả tiền cho shipper luôn, cũng rất là dễ. Nói chung anh em mua cá bên mình cũng khá dễ nha. Đầu tiên mình quay một ít cá, mấy con cam pha bột. Mấy con cam pha này gen 2 tông nha nè. Gen GB thì cũng còn một ít. Gen 2 tông thì giá 50k một con. Đối với dòng này thì nó cũng khó nuôi hơn cái con thái đổi châu nha nè. Nói chung là khó về cái độ lên đầu với lên màu đó. Có nhiều khi mình nuôi về mình bỏ thí là nó bị tuột màu với tuột châu nha. Đối với cái này anh em mua thì mình sẽ chọn những cái con nào sáng nhất ở trong đây mình bắt cho anh em. Cho anh em khỏi sợ mình lựa con xấu nha, không có nha. Nói chung trong bầy mình cứ lựa cái con nào mà sáng hoặc anh em ưng ý mấy con nào đỏ đỏ thì mình lựa nha. Chứ nhiều khi anh em kêu lựa trâu thì bích người màu thì lên đầy đủ hết trơn, cái đó không có nha. Tại vì cá trong bầy thường thường nó ít có khi nào mà đạt được những con đó, trừ khi mình đem ra mình phơm riêng. Nói chung mình về phải nuôi riêng mấy con này, anh em về phải nuôi riêng nha. Mình nuôi riêng, mình nuôi chung vậy thời gian là nó bị tụt hết trơn luôn, mắc màu chứ mắc trâu luôn. Mấy bữa nay mưa quá mình không có thay nước, không dám thay nước nữa. Mưa quá mà mình thay nước nhiều quá là con cá nó dễ bị nấm lên lắm nha nè. Đây mấy con gen GB, chẳng hạn như con này anh em thấy nó lớn tóc hành. Mấy con gen GB thì cái trâu nó không có, nhiều khi nó không sáng bằng nha, tại vì nó cũng có thể một số con nó lột mắc trâu, lột nó mắc trâu. Bên đây là thái đổi trâu, anh em nào mới nuôi mình chọn nuôi thái đổi trâu luôn. Thái đổi trâu thì nó nói chung dễ lên đầu cực kỳ luôn, về mình nuôi riêng dễ lên đầu. Thái đổi trâu thì 20k một con, bài này size cũng cỡ đầu ngón út nha. Có con thì hơn móng tay tí nha, nhỏ nhưng mà nó lớn rất là nhanh nha. Anh em về nuôi riêng mình để oxy nha. Anh em mua là mình lựa những cái con nào trâu sáng sáng màu chọi chọi trong đây nè. Mấy con nào mà nó hơi nhỏ quá mình cũng không có bắt. Tiếp theo mình sẽ lên một số cá còn lại cho anh em lựa luôn. Bà mất tiêu với cái giật, nãy giờ để đâu à. Nói chung sớm giờ ngồi lựa cá để vô nghe một cái hàng cũng mất mấy tiếng hộ. Đáng lẽ mình quay clip tranh thủ lắm. Bữa nay quay chắc đăng lên chắc hơn 11 giờ mới đăng được quá. Thông thường mình chỉ chốt cá trong ngày thôi nha. Anh em nào xem clip cá thì mình có để ngày chứ. Ngày vô cái phần tựa đề. Bữa nay mình lên mã Y nha. Đầu tiên là mã Y1. Y1 giá 250k. Con này một con trâu đỏ lai nha. Con này mắt màu nó hơi vàng vàng cũng khá đẹp luôn. Được cái màu đỏ nó đẹp nha nè. Này phải chịu khó vớt bằng tay. Em đưa đi, bây giờ em đi bây giờ nhỏ rồi. Ui, đi bây giờ nhỏ. Đối với mấy con này anh em mua thì mình vận chuyển thì nó sẽ bị xịp đầu nha. Cái nào mình báo trước nha, để nhiều khi anh em về nói gửi không đúng cá nó cũng kỳ lắm. Nói chung con cá nào anh em mua thì mình có ghi ở ngoài bọc, ghi ngoài cái bọc mình dán băng keo lại cái mã số của con cá đó. Với cái clip thì anh em mình đăng lên cũng còn đó, anh em về cứ việc mình lưu lại clip ở máy, mình nuôi một thời gian mình so sánh. Đây chẳng hạn như màu mắt của con này nãy là nó màu vàng đó, mình đụng nó nhát cái là nó chuyển sậm lại liền. Chẳng hạn như cái đường, mấy cái đường chữ này cũng vậy, có khi nó vô bọc là nó chuyển màu, nó chuyển màu cái đường chữ. Anh em muốn biết đúng cá không mình dễ lắm, mình nhìn cái mấy cái trâu ngay cái mí mắt này nó có mấy cái chấm này, vì mấy cái đó là nó còi nguyên rồi, hoặc cái chữ trên đầu nè. Nói chung mấy con cá này trăm con ngàn con thì nó cũng khác nhau hết trơn, nó khác nhau mấy cái vị trí của mấy cái trâu đó.
Cái này giá 250k khá đẹp luôn nha. Con này anh em nuôi là khả năng lên đầu to, rất là to luôn, khỏi sợ. Con này size hơn 2 ngón. Ủa sao con này mình không có ghi mã số ta? Con ở đây cũng khá đẹp, mắt màu vàng luôn. Tiếp theo mình con nào có ghi mình sẽ quay cho anh em xem nha. Con này cũng khá ok này. Tiếp theo một con này cũng mắt vàng nè anh em. Con này giá 250k, con này size cũng hơn 2 ngón. Đối với mấy con này anh em đừng có sợ nó nuôi đầu nó nhỏ nha. Có mấy con này nuôi đầu dễ lên. Thường thường chủ yếu người ta lai ra cho nó có màu nó lên đẹp hoặc cái đầu nó lên to thôi. Chứ không có ai lựa cá để lai ra lựa con cá sấu để lai. Đối với cá la hán bây giờ thì giá nó cũng khá rẻ. Nó không có mắc như đó. Hồi đó mua một con cá máy mà đẹp cũng mấy triệu. Bây giờ cá máy tầm 600-700 là cá máy đẹp, chúng ta mua về lai tạo ra. Con này có khả năng đỏ rất là nhiều nha. Đối với cá mới về thì cái màu đỏ này nó bị lợt, bị tái nhiều lắm. Nói chung cá mới về anh em ngày đầu mình không có cho ăn nha nè. Mấy cá mới về ngày đầu mình không có cho ăn, tuyệt đối không cho ăn. Đừng có sợ nó đói chết, nó không có đói chết đâu. Mình cho ăn vô nhiều khi nó bị sốc nước qua ngày hôm sau nó mới chết. Rồi phía trước đường lộ có cái máy cắt cỏ đang cắt hay gì quá ồn luôn. Anh em nào nghe ồn mình dặn nhỏ âm lượng xuống nha. Tại vì clip mình có quay mã cá với giá tiền hết. Ở đây nhiều khi muốn quay cá cũng rất là khó nha. Buổi sáng cũng tranh thủ đó. Thủ cho mấy đứa nhỏ nó ngủ không thôi nó quậy chứ. Quậy cái tiếng nít vô. Mình quay nó dướng vô đây nhiều khi mình đăng lên nó bị cắt. Tại cái clip mình đăng lên là mình ghi nội dung là không có dành cho trẻ em này nè. Bởi nhiều khi có tiếng nít vô đăng vô là không được. Cái tiếp là mã Y3, mã Y3 giá 250k. Con Y3 mặt rất là ngầu nha. Con này một con nó lai máu cầm pha. Anh em thấy cái bộ trâu với cái bộ đuôi nó hơi khác chút đỉnh thôi, nó cũng khác chút xíu rồi chứ nó không được khác nhiều lắm. Tùy con này mắt vàng đẹp nè anh em. Con này size cũng tầm hơn 2 ngón tí, đầu trâu rồi cũng khá sáng, màu đỏ lên cũng khá tươi. Anh em nào muốn cho cá lên màu nhiều thì mình mua thức ăn kích màu nha, hoặc tim bò đông lạnh. Tim bò thì anh em nên mua ở mấy cái tiệm cá nào gần nhất nha. Mình mua ở xa vận chuyển lại cái tim bò nó bị gã đông, gã đông đi qua ngày cá ăn nó cũng không tốt lắm. Chứ lại la hán cái nó yếu nhất là cái đường ruột nha. Nhiều khi anh em mua tôm mà gặp tôm nó bị ngâm thuốc hay gì đó, anh em về cho ăn cái lần cá nó bị suy luôn. Ở đây mình cũng kỹ đó, mình cho ăn tép tươi, tép đồng ở đây không. Đây cũng có chợ nhỏ nhỏ nha, người ta bắt tép ít khi nào mua tôm. Có đợt mình mua tôm mình cho ăn, nhưng mà không có tép mua tôm cho ăn đỡ. Về cắt khúc cho ăn sáng nói hết trơn, sáng nguyên vàng nó xịp đậu trơn. Cũng may là nói rồi chứ nó mà không nói ra là nó nằm trong bụng là con cá nó mắc màu liền nè. Mắc màu với cái đầu nó tuột liền. Mã Y4 giá 250k. Con này cũng size hơn 2 ngón nha. Con này màu rất là tươi luôn, màu đỏ tươi luôn. Mấy con này anh em về thúc tép thêm mỗi ngày chừng 2-3 con tép nhỏ nhỏ nè. Cắt nhỏ nhỏ ra cho ăn. Con nào nhỏ quá mình dục ăn nguyên con nha. Cái phần đầu cái chỉ nhọn của con tép mình cắt bỏ nha. Còn tép mà cái đầu đỏ thì mình cắt cái đầu bỏ luôn. Cái phần đỏ đỏ là nó muốn bị sình mình cho ăn nha nè. Tiếp là mã Y5, mã Y5 giá 250k. Đây con Y5 đây, con Y5 cũng chạng chạng với con Y4 nha. Con này dáng hơi ngắn nhẹ, khá đẹp. Con này bộ đuôi cũng có trâu, cũng có lý lắm nha.
tiếp mình qua mã Y6. Mã Y6 giá 220k, còn Y6 này. Hình như con Y6 này có máu hai tông, phía sau nó lên được cũng chút đỉnh cam cam, cũng có lý nè. Đây anh em coi cái ghìa cam nó phía sau đuôi này, cái đuôi trên và đuôi dưới nó có cái ghìa nhẹ nhẹ chỗ này. Thường thường mấy con này bự bự thì nó mới lên đậm. Mã Y6 giá 220k. Mấy bữa này mưa mà cá mình cũng không có dám thúc nhiều, mấy bữa này thúc sâu không dám cho ăn tép. Trời mưa anh em hạn chế cho ăn tép tươi. Tép tươi thì mình để tủ lạnh cho ăn từ từ, nhưng mà mấy bữa mưa mình cho ăn ít ít thôi. Tép mình để ngăn đông nha anh em, đừng để cái ngăn mát nha, ngăn mát để là hư nha. Ngăn mát anh em cho ăn là nó bị cho ăn vô mà mình thấy qua bữa sau nó bị tụt màu là mình ngưng không cho ăn nha. Chừng nào nó thải hết phân mình mới cho ăn. Cái tiếp là mã Y7, mã Y7 giá 70k. Con này con cam pha nhí, con cam pha nhí gen hai tông. Này phía sau lên cam cam cũng có lý. Con này size một ngón. Anh em nào thích trải nghiệm thì mình mua mấy con này về nuôi cũng ngon lành. Nói chung mấy con này nuôi mau dạng lắm. Anh em nuôi qua bữa sau là chóc tay là nó nhìn theo. Mấy con này nó dạng mồi. Còn mấy cá lớn thì về qua một ngày mình chỉ cần quăng mồi ngay miệng nó thôi. Nó đớp được một vài cục rồi bắt đầu nó quen với hồ mình ha, cho ăn nhiều hơn. Kế tiếp là mã Y8, mã Y8 giá 80k, con Campa Gen. Con này Campa Gen GB. Mấy con Campa Gen GB thì bộ trâu nó không có sáng cho lắm. Giống như nó muốn lột là trâu nó mờ, nó mắc từ từ hết. Rồi ở đầu nó mới chuyển sang một màu. Rồi từ từ nó mới lên trâu lại nha. Có một số con là nó không có lên lại luôn nha. Con này cũng có lý nha nè. Này sai ngón nha. Con này chắc chọi chọi hơn cái con Y7 một xíu. Mã Y8. Cái con này mình còn cũng khá ít nha. Kế tiếp là mã Y9 giá 80k. Này con Campa, con Campa F3 nha nè. Này thì sáng là lấp lánh. Con này dáng cũng hơi ngắn nhẹ nha. Này môi son luôn. Này con này mình cầm trên tay cho anh em xem ước lượng được cái size cá. Con này size cũng nhỏ nha, không có lớn đâu. Chỉ vô con cá nó mới lấy nét được cho anh em xem rõ nha. Anh em nuôi thời gian thì cái bắt đầu cái kỳ này nó mới phát triển từ từ ra nha. Nói chung con cá bột rồi phơm lên thì nó cũng lên từ từ. Chứ nhiều khi trong bầy anh em kêu mình lựa con cá bột mà ngay con cá trống mình cũng bó tay luôn. Tiếp theo là mã Y10, mã Y10 giá 80k. Đây thông thường mấy con trâu ít nha anh em chê, thường thường mấy con đó là nó phát triển rất là tốt. Mấy con này chẳng hạn như con này trâu nó lên từ từ nha, được cái đầu nó mô rất là nhanh. Chẳng hạn như con này mình thấy cơ hội lên đầu là thấy 60-70% là ngon lành. Con này mắc màu vàng luôn, màu vàng cam. Mã Y10 giá 80k. Mấy cái clip mình đăng lên thì nó cũng còn ở trên đó, thì anh em có mua con cá nào đó thì mình lâu lâu mình sẽ bắt cái clip mình coi lại, coi cái sự phát triển con cá nó đậm màu hơn hay là nó lợt màu hơn, bằng mình biết mình cải thiện cái chỗ nuôi mình lại nha. Ví dụ như nó lên tốt thì thôi, còn nó lên mà thấy màu nó không có tươi hơn hoặc nó xuống sắc hơn, mình coi lại cái chỗ cái hồ nuôi nó nhỏ hay là nó cái bộ lọc nó chưa có đủ,
và cái chế độ dinh dưỡng cho ăn. Nói chung nuôi con cá đẹp cũng là một quá trình. Mã Y11 giá 280k, con Y11. Con này nuôi lớn cái tướng rất là đẹp nha. Tại nó được cái hầu, cái đầu con này, đầu thì khỏi chê, nó mốt cái đầu là khỏi lo, đầu nhỏ luôn, này đầu to luôn. Nói chung mấy con này còn khá tơ nên mà, tơ lắm. Này sai hơn hai ngón nha, mấy con này nó đỏ chứ lắm. Nuôi lâu nó càng đậm. Mã Y11 giá 280k. Anh em nào không ngán tiền mua mấy con này nó màu nó lên sẵn hết. Kế tiếp mã Y12 giá 80k, con Campa Gen GB. Đây. Con này sai nhí nha, sai một ngón. Phía sau cái gì nó có mấy cái đốm xanh xanh nhìn cũng ngộ ngộ nha. Tiếp theo là mã Y13. Mã Y13 giá 270k. Con này dáng cũng hơi ngắn nhẹ nhẹ nha. Con này cũng một con châu lai Campa. Con này cái đầu nó châu cũng khá tốt. Mấy con này mình bắt anh em thấy được cái dáng của nó, con này dáng cũng hơi ngắn, cũng khá đẹp. Mấy con này anh em nuôi tầm một tháng sau là ngon lành, tháng sau cái đầu lên nó rất là khủng luôn. Khỏi sợ mấy con này lên đầu nhỏ lên. Đối với mấy con này vận chuyển xa là cái đầu này về nó bị mớp nha, mớp sập luôn. Nói chung quá trình vận chuyển con cá về nó bị mớp với là lại vô hồ mới bắt buộc nó phải nhát là chuyện bình thường. Cũng có nhầm con nó dạng nhưng mà anh em cứ nó dạng thì tệ, nó dạng thì mình mừng, mình đừng có cho ăn thôi. Kế tiếp là mã Y14 giá 280k, con Y14 mắt vàng vàng cũng khá đẹp nha. Mấy con này thì đầu to khỏi chê. Con này size hơn hai ngón nha, hơn hai ngón. Đối với cá mới về anh em hạn chế mình lấy vợt mình lùa tới lùa lui nha. Chứ là mình cũng đừng có lấy cá mình kè, tại con cá mới về lúc nào nó cũng nhát. Mình cứ để oxy hoặc máy lọc mình để nó qua ngày hôm sau đi, mình hãy cho ăn rồi từ từ rồi cá nó dạng dưới hồ rồi mình hả kè kiến hoặc kè cá máy. Tiếp theo mã Y15 giá 280k, con Y15 cá đẹp nha. Nói chung con này cũng sai 2,3-2,4 ngón. Cũng hơi trội trội. Có chuyến rồi mình xếp mấy cá kia nó hơi trọng trọng. Chứ thông thường mình xếp từ cá này cỡ này trở xuống. Cỡ này trở xuống nhiều khi về tới nhà anh em nhìn còn không ra nó chi xếp mấy cá lớn. Cá càng lớn thì vận chuyển càng xa nó càng sốc nha. Tại ở đây mình ở xã đi vận chuyển trên cái trạm của xã này, nó lên tới tỉnh rồi nó quăng xuống rồi xe trung chuyển lại cái tỉnh của anh em nó quăng xuống cái nữa, cứ khi về huyện nó quăng xuống chặt nữa thì nó cũng qua mấy trạm quăng lên quăng xuống cá nó xịp đầu.
Tiếp theo là mã Y16 giá 280k, con Y16 này. Chung mấy con dưới đây nó cũng tương tự nhau, anh em thích con nào mình chọn mua con đấy thôi. Đối với cá anh em nuôi cái hồ nó ngang cái tầm nhìn mình nha anh em. Mình đừng có nuôi thấp thấp dưới đất giống mình nha, tại vì dưới đây chỗ chặt mình không có chỗ rộng, mình nuôi dưới thấp, thường nuôi cá dưới thấp mình đi tới lùi cá nó dễ nhát hơn. Cá mình nuôi ở ngang ngang cái tầm ngực nha. Nói chung mình ngồi á, cái chỗ mình đặt cái hồ là phải mình ngồi ghế mình dựa mình ngắm nó ngang ngang với cái chỗ ngồi mình, ngang cái tầm nhìn, đừng có để thấp quá. Thấp quá trừ khi thấp thì mình để nhiều con, nhiều con thì ngăn ngăn ra cá nó gặp con này con kia nó dạng, cái nuôi mình lên nó nhát. Con này size cũng hơn hai ngón mấy. Mấy con này anh em nuôi thời gian cái đầu nó đỏ hết luôn, nó nổ đỏ lên hết. Mấy con này nó cũng có lai máu chút đỉnh, anh em khỏi lo, khỏi lo đầu nhỏ nha. Tiếp theo Y17 giá 280k, con Y17 này dáng ngắn này. Mặt con này rất là ngầu nha, mình lấy con này làm hình nền luôn. Con này màu mắt nó vàng vàng nha, màu mắt vàng, con này khá đẹp luôn. Tiếp theo là mã Y18, mã Y18 giá 280k, con Y18 này. Con này size nó hơi chọi hơn con này tí nha, mỗi con mỗi vẻ. Được cái màu đỏ nó rất là đậm. Cả này trời mưa, anh em nào mới nuôi cá mình đầu tư cây sưởi ấm nha, cây sưởi thì mua trên mạng cũng được, hoặc mấy tiệm cá nào gần lại mua nha. Mua mấy cây sưởi bằng thủy tinh được rồi, vài chục ngàn dễ xài lắm, mình cũng xài cây sưởi đó thôi. Bữa mua mấy cây inox về xài cũng thấy nguy hiểm á, inox vậy chứ nó nguy hiểm. Bữa mua mấy cây về xài đo điện trong nước mà nó có nha, còn mấy cây sưởi thấy thủy tinh nó rẻ rẻ tiền gì mà xài cũng ok nha. Tiếp theo mã Y19 giá 250k, một con Campa F3, con này Campa F3. Mấy con này đậu lên chậm nha, nó không có lên dù dù luôn nha. Mà được cái bộ trâu nó sáng, ngon lành luôn, này bộ đuôi thì khỏi chê. Mấy con này còn tơ lắm, anh em về từ từ mình thúc thôi. Tâm lý là anh em nuôi cá lúc nào cũng không phải lên đầu phải dù là mấy con Campa anh em nuôi không được đâu, tại vì nó lên chậm lắm, chậm mình phải từ từ. Anh em nuôi kinh Campa nó còn chậm dữ. Con này mình cũng không có ghi mã số nữa ta. À, con này nó bị chày cái đầu một xíu. Đây, chày. Chắc nó lội vô cái ống nước trong đây, mình có chặn miếng lưới, lưới này nó cũng hơi bén. Tại nhiều khi con cá nhỏ nó chui lọt vô cái lỗ này. Tiếp theo là mã Y20, mã Y20 giá 220k, con Y20. Anh em nào mua hụt mấy con ở trên thì có thể chọn con này nha, con này trâu nó sáng. Con này size cũng hơn hai ngón tí. Con này trâu nhiều, cái màu thì nó chỉ được cái phần ngực. Anh em nào chơi trâu thì mình chọn mua con này. Con này trâu khó chừng luôn. Tiếp tiếp mã Y21. Mã Y21 giá 220k. Con này cũng ngang ngửa với con Y20. Con này chắc nó chọi chọi hơn con Y20 xíu.
con này được cái phần cái đuôi nó cũng đỏ, về chị nó cũng đỏ. Tối với mấy con này anh em về nuôi cái đáy hồ mình để cho sáng sáng tí nha, mình đừng có gãi tùm lum san hô hoặc sỏi đá gì trống nha, mình gãi vô là con cá nó bị tối màu liền. Khi nào mình nuôi con cá cỡ 4-5 ngón đi rồi mình muốn nó dạng với hồ mình cũng gãi gì cũng được, thì lúc đó nó cá nó đã quen với hồ với lại nó đã dạng lâu rồi, mình gãi cái gì nó cũng không có tục. Mấy con này mà thảy vô cái hồ mà san hô con cá là anh em nhìn hai bữa là giống như con cá gô nó có màu. Kế tiếp là mã Y22 giá 280k, con Y22. Con Y22 mắt cũng nói chung không phải mắt đỏ, mắt nó vàng vàng. Con Y22 đầu khá to luôn nha, size hơn 2 ngón. Con này gồm tầm 2, mấy ngón, 2,2, 2,3 ngón. Rồi, sẽ quay 2-3 mã còn lại luôn. Mấy con bên đây một số con ấm gậy mưa cái nó bị tuột dốc. 22 rồi tới 23. Cục nhâm thạch. Mã Y23 giá 220k. Mã Y23 đây. Con này đầu nó cũng tuột mà nó mới hồi trở lại, mới hồi trở lại từ từ. Nói chung mấy con cá nào nó mình quay lên đây là nó cũng nó đã quen với hồi chút đỉnh rồi, nó cũng hồi đầu trở lại mình quay. Ngày mấy con nào nhát nhát mình không quay. Nó đang trong giai đoạn nhát, mình gửi tới nhà anh em nó sẽ nhát hơn. Nói chung nó cũng dạng dính màu ngon lành mới quay đặng gửi tới nhà anh em, thì ví dụ như nó cũng có nhát thì nhát ít. Vì anh em dễ chăm. Nhiều khi nó hay nhát dữ quá nè, về chăm lâu cái nó mình gửi chặt lắc cá nữa cũng khổ nha. Nói chung bán còn được con cá mà gửi tới tay anh em nuôi cho nó mượt, lâu lâu anh em khoe cá mình thấy mừng mừng trong bụng nha. Kế tiếp mã Y24, mã Y24 giá 220k. Con Y24 này size cỡ 2 ngón nha, cái bộ đuôi con này rất là đẹp nha, bộ đuôi con này đẹp lắm. Và cuối cùng là mã Y25. Mã Y25 một con cam pha hai tông. Con này mấy bữa trước đầu nó xịp, bữa nay nó mới hồi trở lại chút đỉnh, anh em nuôi con này thúc vài bữa lên là ngon lành luôn. Y25 giá 240k, con này giá 240k. Con này size tầm 2 ngón nha, con này cũng nhí lắm nha, 2 ngón đổ lại. Đây, mình thấy đầu. À, chẳng hạn anh em về mà nuôi nó bị nhát là nó sẽ trường hợp giống như vậy, nó bị như vậy. Con này thì mấy ngày trước thì nó cũng có trường hợp cũng y chang con này, nhiều khi nó còn tái màu hơn. Nó nhiều khi gì gửi về tới nhà anh em là nó có trường hợp như vậy, nó tái mét luôn. Hoặc nó tệ hơn nữa là nó ra như vậy luôn. Tệ hơn nữa là nó như vậy. Nói chung em để nó dạng dạng với hồ, mình đừng có tác động nó nhiều, vài bữa tự nó hồi lại. Nó hồi lại cũng khá nhanh. Đó, nói chung anh em mua con nào mình gửi chính xác con đó, ở ngoài cái bọc không có ghi hết trơn. Anh em mua có 1-2 con mình gửi không có lộn đâu, anh em khỏi sợ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Anh em nào mua hộp clip này thì mình hẹn clip tới nha. Clip tới thì thường mình cũng lên buổi trưa 11 giờ rưỡi nha, anh em vô chọn mua. Tới 2 giờ chiều thì mình ngưng nha, tại vì 2 giờ chiều bắt đầu trở lên mình bắt đầu đóng cá gửi rồi, khi anh em điện nghe không có không được nha.
Đây, mấy con bên đây nó bị nhát, nó nhát tái mét.